Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Nói chung là hiện tại em đang ở trước nhà của chị Khanh. Em có một chuyện rất là quan trọng mà em buộc phải qua đây ngay lập tức để mà báo với chị Khanh. Tại vì cái này là ảnh hưởng tới tương lai của một gia đình luôn á, cho nên là em không có thể nào, em không nói được, em không nhịn được. Cho nên là từ hôm qua tới giờ là em ngủ không được. Em buộc em phải chạy qua đây liền để em nói chuyện cho chị Khanh. Em nhắn tin cho bạn rồi, bây giờ là em qua em gặp mặt nha mọi người. Chị Khanh ơi, mà gọi chị căng thẳng dữ vậy, gọi chị mắc luôn á, dùng quan trọng lắm. Chị chờ em nãy giờ luôn nè. Có hai mẹ con với nhà. Ừ, hai mẹ con nha mấy. Trời, nói chung là cái chuyện này nó em biết có nên nói hay không ta? Chị gì? Nó không khó nói lắm. Chị của ai? Chuyện của gia đình. Em gọi chị mà em cứ ấp ấp mở mở không nói chuyện của ai hết, làm gia đình chị cho chuyện của ai? Bây giờ quen gia đình chị là chuyện của chị chứ. Chuyện của anh Tê nè. Chuyện của chị với anh Tê luôn. Nói chung là hai vợ chồng chị thì có chuyện gì đâu. Ý là không phải là em không nói mà em nói ra em sợ chị không tin. Chưa đúng nói sao biết chị không tin thì cứ nói thử đi. Nhưng mà em nghĩ là em phải nói, tại vì em thấy nó thiệt lắm. Biết đâu lỡ như sau này nó thiệt cái em không nói trước cái nó... Đúng rồi, mai mốt chị là trách em. Đúng, đúng đó. Lỡ nó xảy ra cái chuyện đó là chị trách em sao? Ý là giờ nè, mình tỉnh nha. Ừ. Ý là em nằm mơ. Ừ. Em nằm mơ em thấy chị với anh Tiên trúng số. Hả? Mà trúng lớn lắm nha. Có bao giờ mua giấy số đâu mà trúng má. Thì cái số nó đẻ trúng á, là từ nó trúng, cần gì mua. Ổng mua giấy số chứ bao giờ trúng. Mà không, cái này thiệt lắm. Em mơ em thấy chị trúng số xong chị mua một cái biệt thự ở trong khu Hưng Định này. Ghê. To ghê lắm. Mà em thấy nó rõ mồn một luôn. Biệt thự trong đó là cũng phải mười mấy tỷ. Mười mấy tỷ à, là phải cũng phải trông to. Thì đó. Thì ý là em không biết, nhưng mà em mơ nó rõ lắm. Mà kiểu như là em thấy chị với anh Tim trúng số á. Trời ơi, xung quanh này ai cũng đỡ luôn. Ghê vậy? Ờ. Ý là trúng hai tờ giấy số. Mà cái ngày hôm đó là anh chị đi nhận nhà. Ừ. Em thấy rõ lắm, em thấy là ông mặc áo vest, chị mặc cái đầm công chúa. Đẹp lắm. Ôi, như thiệt vậy má. Thiệt nha, nhưng mà em mơ hầu bị linh đó chị. Chị nhớ hầu đợt em mơ chị trúng báo mộng thai không? Đó, hầu chị cỡ em đó. Cho nên em phải quen nó liền. Em vừa nói xong là một tháng sau chị bồng mắt luôn á. Thì đó. Có chứng cứ, có nghĩa là mình có nghĩa là em tâm linh á. Chừng nào em nói là mơ hồng nào. Mơ hồng quen. Mơ tao hồng quen luôn. Sáng nay em phải quen nói liền, biết đâu. Ý là em nói vậy cái nhiều khi anh Tiên nó mua 10 tờ số nó trúng. Hiểu không? Mười mấy tỷ là phải 10 tờ á. Đó. Mày có cơ sở cho mình nói đỡ, bữa nào ổng mua cho ổng mua lấy gì cũng trúng. Ý là em thấy nó thiệt lắm. Mà như hồi xưa em mơ á là em lấy chồng làm chủ cơ nữa. Đó, thấy hả? Chưa? Y xì luôn. Không, người mình đã có cái căn em. Có cái căn mới thấy được, chứ không phải là dễ gì mà thấy em, đâu. Chị nhớ đó, cái điều rõ nhất là em mơ chị thấy có bầu bếp nè. Em mơ chị thấy có bầu, chị thấy cũng có bầu luôn đó. Đúng. Giờ để ra hai thằng đúng, đúng không? Y xì đồng nhớ không? À. Mưa lắm. Không đi làm thì bó cha biết. Không, em tâm linh lắm chị, em ít khi mơ chứ em mơ gì là có thiệt cho nó. Vậy sao mà không mơ nhầm cái khúc mà mày mua tờ số nhiêu luôn. Không, các chị số chị trúng á là số nào nó cũng trúng. Chị hiểu không? Nhưng mà nói chung là cái điều đấy nó quan trọng lắm. Ý là em nói được quen. Giờ chị nãy ngày nào cũng mua 10 tờ hoài vậy đó trời. Thì cũng đúng. Nếu mình nỡ nóng trúng sao. Ờ, chị nãy ngày thì vậy em mua 1 ngày trúng 100 ngàn, 1 tháng mất trong túi 3 triệu rồi, biết chừng nào nó trúng. Chứ mà em mơ rõ một vậy nha. Em mơ hay lắm. Em thấy là chị anh Tiên mặc áo vest đen nè, chị mặc cả đầm công chúa màu hồng nè, xong vô nhận nhà, đứng ra nhận nhà rồi chu cha đẩy tăng dê đâu. Thấy con chị không? Thấy con chị không? Hai đứa con, thằng bác 2 tuổi đâu. À, vậy là chuẩn bị. À, chưa không, nhưng mà nó chưa thôi nuôi. Vậy là năm nữa. À, 12 tháng như 4 tháng là 16 tháng nữa. À. Vậy là chờ tới 16 tháng rồi mới mua giấy số à? Thì ý là trong giấc mơ em thấy thằng bếp là nó 2 tuổi. À, sinh nhật của thằng bếp. Sinh nhật vậy thằng bếp canh tháng 8. Canh tháng 8 mua. À, đúng không? Vậy tháng là... 8 nhưng mà bảo năm nay nhát không? Năm vậy sau. Là cái nhà chị có điểm báo trúng số rồi. Vậy sao? Thao hả? Xếp dầu hả? Thằng bếp nó tên Nguyễn Hoàng Linh đúng không? Thằng bếp nó tên Nguyễn Hoàng Linh đúng không? Không, em bị điên nghe ông Huy tin vợ bả. À, ông tên bả Minh Khang. Anh nói là bả Minh Kiên này, bả Minh Khang. Ủa vậy sao em thấy cái tấm bên ron là Nguyễn Hoàng Linh. Ý là sinh nhật 2 tuổi Nguyễn Hoàng Linh. Là cái ngày đó là chị nhận nhà luôn. Gì tào lao vậy? Xong chị tổ chức cái sinh nhật của thằng bếp ở trong cái ngày tân gia đó luôn. Tự nhiên tên Nguyễn Hoàng Linh á. À, em thấy rõ ràng luôn là Nguyễn Hoàng Linh. Vậy gì lại?
Ê, có khi nào vậy cái... Hà Nguyễn là hả chị? À ừ, tự nhiên mắc mới đổi vậy là bỏ Nguyễn Hoàng Linh. Hơ, Nguyễn Bách nó gần một túi rồi nè. Hay là Nguyễn Hoàng Linh cái âm trung của Nguyễn Nguyễn nè. Vậy mà muốn em bỉ thì em đẹp Nguyễn Hoàng Linh cho em trúng số chè. Cao biết à, đâu em lấy cái tên đó biết đâu được, không cái tên nó may mắn á, hình như vậy á, không biết. Nhưng mà tự nhiên em thấy là Nguyễn Hoàng Linh kiểu bên rồi hai túi mừng sinh nhật, hai túi Nguyễn Hoàng Linh xem đâu là em mừng tăng gia luôn. Con chị họ Võ mà trời, mà sao tìm lại Nguyễn Hoàng Linh chị, có khi nào đó, chị đổi tên thành Bách cái là chị lên luôn. Người ta hay nói là con với mẹ là có duyên với nhau á, kiểu như con đi đứa con ra làm anh lên hay không á, là cái tên cái túi của nó nữa nha. Ừ, chị coi thằng số hẹp chưa? Chưa, thằng số hẹp á là thấy nhưng phải, mà đúng rồi, giờ chị phải tính toán là trong cái túi của con chị đi ra thám, chị đi ra phải thiếu tên gì, nó thiếu chữ gì. Là Nguyễn Hoàng Linh rõ ràng vậy hả? Nguyễn Hoàng Linh nhiều khi vợ mình mở gì mở Minh Khang ấy, ừ, nó không có đúng đâu. Mở Minh Linh thì đâu có được đúng không? Ai đâu nhưng mở Minh Linh tên tào lao không, Nguyễn Hoàng Linh em thấy rõ ràng lắm. Vợ Nguyễn Hoàng Linh nhé, tại vợ là của Nguyễn nữa, mệt mỏi. Vợ Nguyễn Hoàng Linh biết đâu đẹp xem cái không, nhưng mà nhiều đầu đau hả? Đúng đúng không, nó là nhưng mà nó không thủy. Vợ Nguyễn Hoàng Linh bốn chữ nghĩa là nhiều khi chị đẹp xem là tự nhiên cái anh chị lên luôn, thấy không? Bữa giờ chưa lên nè, chưa lên đó, và bên Khang chưa lên nè. Khang là nó bình quá, chị vô Khang là Khang nhỉ, Linh là nó lên đúng không đó. Nhiều khi là cái đi mà chị thấy em có căng ngọn à, cho nên em nói nhiều khi đúng á. Không, tên mình đổi được mà. Đổi được, bình thường. Ủa thì mình bắt có giấy khai sinh chưa ta? Đã làm rồi chứ. Đổi được. Nhưng mà đổi được, đổi được. Ê, hay là thôi nôi này, thôi nôi nó đổi tên nó luôn. Mình nói xin là ông bà luôn á. Nhiều khi cái đó là cái điềm báo ông bà cho mình á. Đúng. Nhiều khi cái đó là cái điềm báo ông bà cho mình á. Đúng. Đúng không? Chị nói đúng ý mà. Ý là qua em mơ nhưng mà sáng em sợ, em ngầu nhà em suy nghĩ lỡ như em nói qua chị em tin. Không, nhưng biết đâu thiệt đúng không? Tại vì em nói lần nào cũng có chuyện đó nè. À, lần trước có bầu mắt cũng đúng nè. Đúng. Rồi chị đúng. Hai em có bầu à, đúng. Ôi giờ cũng hai đứa sinh đôi đúng không? Đúng rồi. À. Không, mà nhiều khi em ngầu nấu với ghe hả chị? Tại vì em mơ thấy nó đúng lắm. Cho nên là không biết đâu, biết đâu chị đâu biết được ông mẹ ông người gắn mình sao? Ừ. Ý là mình chưa thấy chị như hai đứa con tàu quá, thương quá muốn cho chị đau đau luôn. Ừ, đúng với số là nhanh nhất vô trong kia mua nha, nở mày nở mắt luôn. Trời, mua nhà mẹ nói chung là em mơ nó rõ lắm, nó như thiệt luôn. Anh chị là chủ nhà luôn hả? Tao chắc mình thánh thành vậy này, chắc mình thánh thành vậy rồi, rồi cái là sinh nhật hai túi Nguyễn Hoàng Linh, không có chuyện này là mình đỡ cái mặt bếp ra luôn. Dạ hả? À ừ. A few moments later. À đấy, chị gửi em nghe chuyện này, tự nhiên tối qua nha, hai chồng chị đang ở nhà vậy, ông lên đồng sách qua con gà ủ muối. Chị kêu cho ủa ở đâu vậy, anh đang cũng không có mua. Xong rồi kia chị đưa tiền, chị đưa tiền ổng, ổng cũng lấy, ổng kêu cho cá fan tặng cho chồng chị. Ừ, ủa, tự nhiên fan nào tặng cho chồng chị à? Chị em có được tặng không? Không, làm gì có miếng nào. Ủa tặng cho chồng chị không à hả? Vậy ngon dữ trời, fan đâu mà ngon nguyên con gà luôn, mà hôm qua giờ chồng chị mới ăn có nữa. Trời, ăn cũng hết. Em ta thấy fan nào gửi đâu có cái chân gà cũng đỡ. Ủa vậy hả? Ngon dữ hệ thiệt á. Ừ, ổng lên đêm qua. À, ngồi đây chị xuống máy ăn nha. Không, ăn chi ngồi nói chuyện này, giờ cái tên của ông bác nó quan trọng lắm. Biết đâu cái chị. Không, cái đây là không bạc, là chị bạc hai vợ chồng. Chị, ý là em nói vậy nha, biết đâu chị mong muốn chị trúng số thiệt cái chị cho em chút. Cho chớ rõ ràng trời ơi. Giống như cái thằng tài may mắn á. À, có nghĩa là em nghĩ vậy á. Xong em nghĩ đều giỡn lỡ như cái tên nó may mắn á. Cái lỡ như chị mà không đậu cái em đi đi em đặt tên con em vậy, cái có khi nào em trúng không? À, có nghĩa là trúng từ cái tên ông Trung Hà Nguyễn đó. Ông Trung Hà Nguyễn là Nguyễn Hoàng Linh, Hoàng Linh luôn. Ờ, tôi nhìn nhiên vào Nguyễn Hoàng Linh ta, nhưng mà nó đúng với cái tên mà ông tên hồi giờ ông không thích tên Linh, ba cái tên đó ông không thích, ông kêu tên nhưng cần gái á, cần gì thích, giờ mình giàu có mình sung sướng, con mình đầy đủ là được rồi, được không? Không, nhưng mà chiều đây là phải ban bạc hai vợ chồng à. Không, ý là em chỉ coi cho chị nghe thôi, còn cái vấn đề là anh chị coi lại thử, nhiều khi em mơ vậy mà nó đúng. Còn cái tên nó cái tên nó không? Nó là cái vận mệnh của cuộc đời đó chị. Đúng, cái tên là nó vận cuộc đời của nó là sau này như thế nào á. Chị có coi thằng số học, nhưng mà kiểu như hồi giờ là kiểu như mình chưa có coi cho nó. Đúng rồi, thằng số học biết đâu cái tên của một bác nó là nó phải là nghĩa không. Vậy là cái đó có khi là báo mộng cho em, là giống như là cái tên, cái định mệnh của một bác phải tên đó.
chưa, cái tên kia nó không đúng, kiểu như là nó bị thiếu rồi. Giống như là nó hay nói là ví dụ như tên của mình là mình thiếu cái số gì trong cái năm ngày tháng năm sinh hay sao 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 rồi đó gì đúng không? À cũng đúng ha. Mà hồi giờ em ngủ em ít mơ lắm nha, em có mơ mẹ mơ cái gì là có cái đó, em sợ luôn mà. Không, tự nhiên mơ mà thấy đổi tên vậy là chị thấy có đi mà. Thôi rồi chị gọi ông tên gì anh bắt chị giọng thử. Không, ê, nhưng mà chị đừng có nói em nói nha. Không, ông tưởng em chết luôn á. Đi nghe chị nói em làm gì, em đang giúp gia đình chị mà nói gì. Ý là chị từ chị nói nha, chị không, đừng nói em biết kiểu, gì hết. Kiểu như là chị không, chị nói chị mơ. Không, chị nói chị mơ ấy. Hay là chị nói là chị coi bói đi. Không, chị coi thằng số học. Bói là không tin đâu, ông không có mê tín chị đâu, ông ghét mê tín đồ lắm. Đây, nghe đồn thanh thang là Linh không tặng ông con gà uống bối chiều qua hả? Mày nói chuyện đó không, tao còn giật mình nữa. Rồi à, sao? Nghĩa là sao, chiều ngày hôm qua tao đang ngồi trước nhà vậy á, tự nhiên đâu giao gà đâu, xong tới đưa tao kêu bạn. Kêu cái gì vậy? Ngay đâu lên đây? Mình gỡ bạn với vợ bạn, vợ chồng bạn, con gà uống muối ăn. Mình làm cho mình biết là mày gà ương gà thúi mà cho tao ăn mày chúng ta tôi bán sao tôi ấy rồi thì ok nó đưa tôi con gà. Nó cứ nói vậy, nó kêu thôi bạn cứ vô bạn chặt chân vợ bạn ăn đi, có gì đâu, lâu tôi cũng gỡ tặng vợ chồng bạn tao tối quê tao cũng đang tối tao mà thôi cỡ lâu đôi lúc bây giờ chắc nó có chuyện. Mẹ đôi khi tốt là có chuyện á, chứ không phải đừng nói cùng cùng á. Anh em mà tôi cũng không nghĩ gì hết sao nói cho tao. Thôi giờ anh em ăn được ngăn nào chứ, là anh em ăn được ngăn nào chứ. Không, anh đưa tiền nhưng mà nó cũng lấy thì vậy đó mà. Cũng thấy hơi lẹ nên thôi mình nghĩ kêu thôi chắc đôi lúc là chắc nó có chuyện vui hè trúng mẹ gì đó nó gỡ. Bữa trước em thấy đi ngang mà thấy mua trái cây rồi vô rồi nha anh. Thằng là lao quách ngọt quách thằng đó thôi coi cái chuyện đó chắc là có thể là nó mến thôi đi cháu. Cái lần đợt trước là nó cho tầm bại bẹ, giờ nó hái thôi có gì đâu, hoặc là gà nó hết hàng cũng nên có đâu. Do bữa vụ tròn vợ chồng tôi hôm ồn ào nghe mấy nữa chưa nghe mấy cho mày gọi lại á, gọi thứ nhà rút cái chuyện gì sao mày. Alo, anh đang ở đâu vậy? Thì anh mới chạy ra uống phơi với mấy anh em chứ gì em. Anh về nói chuyện với anh xíu nè. Mới bước ra khỏi nhà mà cái gì đâu vậy, đến ngồi uống chút anh chạy gì hả? Không có chuyện quan trọng, cứ nói xíu thôi. Tụi giờ đẻ nó thôi rồi, mà nói gì đâu. Thôi gì rồi chứ đâu, nó vợ nó hai đứa con mà nó ấy. Rồi rồi. Phí thật á. Dụng mà nói cái gì nhà ghé dữ không. Thấy không, thấy chưa. Trời ơi, dữ không. Đàn ông gia đình mà nó ướp mặt vô cái tường. Bữa nó không đánh một cái bắt tay thử. Nghe mà nói chứ, đàn ông mình có nói đàn bà phụ nữ thì mình xô cái nó nằm vậy có không, rồi mà ngửi cái tay tao giờ tao đóng một cái chứ phải chết ngừng à, chứ đừng tao nói. Xưa tao nói vậy á, nhưng mà ai xưa tao nói nấu cơm cho mình ăn nè, nó đẻ con cho mình nè. Ông với ông Trung y chang thì lúc nào tay bự này đổ mày tay bự làm gì ấp mạnh vô tường. Tại sao phải nó cười thiệt phụ nữ sao ra nó đàn bè mà anh hiểu không, anh mới qua đàn bè với nhau nó sân si nhau chứ anh mới qua cà phê anh hiểu không. Đúng rồi, hiểu không, đúng má uống thì chưa hết còn nguyên ly luôn được gì đâu. Thôi, tại vì rồi nó cần gì gấp sao? Chắc gì lâu nhà chứ làm gì nữa. Ôi, nước tao nấu rồi. Ngon. Đồ chỗ này à, người ta nuôi yến các bạn nên nó hơi ồn ào, nên mọi người thông cảm cho mình nha, chứ không phải là anh em tụi mình không tôn trọng khán giả mà ngồi những chỗ ồn ào vậy đâu. Vô kìa. Biết mặt quá. Mà nhiều chuyện quá. Tôi hỏi thử có biết lên nói hay không? Ý mẹ. À. Má chuyện động trời. Có nói vô mà cứ nói. Tôi nói với anh em nghe độ có thiệt đó nha. Đẻ là anh em á nha, là cái gì á độ mày cũng phải chia sẻ. Chứ làm gì vậy? Cái áo tôi cũng cầm qua cầm lại như vậy. Cái gì cũng phải chia sẻ chứ, độ mày ở trong đó sinh bệnh, tao nói tao nghe. Cái gì cũng vậy. Tao nói cái má mày không có nhiều chuyện ở giờ Hiến. Không có gì đâu. Mày thấy không? Không có gì mà để giấu. Thôi nói cho anh đừng nên biết cái chuyện này chuyện động trời rồi. Thôi em cũng nói được. Nói thôi. Thôi vậy đâu, nếu mà mày nói vậy là thiệt. Tao nói mày á. Mày
có nó ngầu mà. Ý là bà đi chợ rách với quần. Ừ. Rách quần có gì đâu nói mày. Chuyện khác. Tao biết có nhiều khác ở trong đó. Chết mèo nó biết mẹ. Nào biết, tôi không có nói nha. Không có, tao có nói, tao có nói. Thấy chưa? Ra liền. Rồi ra liền. Mày bay. Cái mỡ mày. Chuyện này mày phải coi. Đó liền. Đỡ độ tao giải quyết nha, cái vấn đề gia phẻ là tao làm. Ê, giá tao hỏi mày một câu. Ý là tao hỏi tao cho ví dụ nha. Hỏi gì? Hồi xưa giờ mày có. Ê, mày có con rau ngoài đường không? Chuyện của mày cha mày. Cũng là nói ba cái chuyện chân hứng như thế. Tao thì tao hỏi mày có không có thì. Cái bà đi chợ bà rất đứa con. Đứa con. Không có gì hết. Mà cái chuyện nó cũng lớn á. Mày nói hả, thằng nó đẹp điểm nhận diện nó làm sao? Chết thì trời. Mà sao giống tao không? Dạ, chắc mai mốt tem mà nè mình nghĩ làm được á. Nói chung là ê, nó đang làm để nghĩ mày. Nó lớn quá. Mà thì chuyện gì cơ trời ơi. Trời. Mà anh thấy không? Cái miệng giống y dây y chang luôn. Ê, ông quá. Ê. Quên. Mày mày mạng cỡ để là cỡ ai. Hiện anh nói em nè. Tôi hứa như mà anh Hương nó anh Hương tới gia đình. Tôi Khanh là nó xác định luôn có nói. Cô Khanh đây. Mẹ nữa đâu. Cô Khanh có đây. Cô Khanh thấy thêm đứa nữa. Cô Khanh dọn tên sao? Hiện. Cô Khanh dọn tên bảo mày. Có nghĩa là tao hỏi chuyện này. Nó điện đứa nữa không? Hồi xưa giờ mày có quen gái nhiều không? Trai nhưng mà cũng nói chung là tôi kén lắm. Ý là hồi xưa giờ có dùng ba con hay là rủi cất mày có nghĩ là mày có cảm nhận là mày có con rơ ngoài đường không? Nhiều khi có nha con gái cái đó rồi nghe mày có. Năm nay anh em mình ba mấy tuổi rồi, như tao cũng cảm nhận tao có nè. Có gì là sao chuyện là nó cảm nhận hay sao? Tao hỏi một câu nha, hồi xưa mày có tình cảm gì không? Không thì mày phải trả lời. Bạn nói gì tận dọn bạn đi với tình cảm nó cùng cùng liên liên hai cái miệng giống anh rồi. Cái gì giống anh luôn. Là sao ai cũng khanh mất mớ giống anh mày điên mày nay đẹp gái mà. Thầu Hiên. Đẹp trai mà. Em nói vậy sao được? Anh cấm em nói ai à? Ý là cái chuyện khanh đi trách nhiệm bắt nó không nói. Bây giờ vợ chồng nó đẻ tới mức đó rồi mà mày. Sao quê? Sao không? Là không phải con của khanh sao? Vậy nói vậy đâu được vậy. Chứ sao cũng mẹ mày nói mẹ đó. Bây giờ tao chuyện nha. Mày với con Khanh có cái gì rồi? Đã từng đụng chạm chưa? Mày như mày nghĩ lại giờ tao cho mày nghĩ cho mà đừng nói liền. Tính mày là nóng. Mà anh nghĩ đi. Sao ông Khanh lên thường? Ông thường ông con Khanh đưa tấm hình nhà sau giống ông này đó. Ông thường ông kiếm. Cái đó lố à Hiên ơi. Con Khanh lên thường xong làm giấy thí sinh. Nói chung giờ tao nói mày đơn giản câu vậy này giải. Hồi xưa giờ mày với con Khanh có đi chơi với nhau không? Không mà cũng tao phải chạm vợ. Tao phải chạm tao nhà hồi đợt anh em đi chung rồi que rồi thì cũng tao nhà gặp mặt rồi chứ sao không có. Sao tao phải chạm vợ? Thôi, chạm tay nó lần. Đồ quẹ. Đúng chưa? Đúng. Chạm tay mà làm gì? Cái gì ông tên đổ điên khùng. Là sao? Ý là sao? Nãy giờ tụi bay nói tao quán chưa vô câu chuyện này. Có nghĩa là sao? Cái nào liên quan gì tao? Thôi bây giờ vậy nè, anh em mà đừng nói nữa. Nhưng mà tao hỏi mày một câu nha gái. Tại sao mày tặng con gà cho ông Khanh? Gẹo muối, đúng hiến, theo như tên nó nói là. Đúng rồi. Ông cũng điên á. Ừ. Tự nhiên rồi. Tao có ông fan nào ông nhắn ông chuyển khoản số tài khoản của tôi vô 229.000 đưa giao cho thằng tên tôi đem lên tôi giao tự nhiên liên quan gì. Đúng rồi, anh gà giống đúng rồi. Cũng như anh gà mới giống. Đây là tình thương nó tặng. À là ông fan nào ông tặng cho thằng tên, ông chuyển tiền cho tao ông biểu nó giao lên nhà nó từ hôm qua tao đem lên tao giao nhà nó chứ tự nhiên liên quan gì tới cái chuyện mình. Mày thấy cái cớ đó, bây giờ tao hỏi mày, giờ tao vô thẳng câu chuyện này. Nếu như có. Mày quay quằn quằn sòng sai quá. Cái gì nói mẹ con rồi. Mày đang cuốn mày. Rồi bây giờ vậy nè, mày làm gì mà bây giờ mày với con Khanh không biết có gì sai trái không nha. Chứ mà con Khanh
nó với má cái chuyện nói trong sàn lá rau rau giải thôi tao nói nè lớn chuyện ở chứ không phải tự nhiên có thằng Khanh là bữa cái vụ kia cũng gài vô giếng đẻ rồi cái đồ chuyện đòn á nghe mày không phải giờ sao không đặt bỏ Hoàng Linh mà sao đặt nhiễu Hoàng Linh ta tao hỏi mày nè thằng tên họ gì thì nó võ Tuấn Huy sao bây giờ thằng Khanh đầu sáng là vợ chồng nó cãi lộn nó tính đặt con cho đặt tên lại mày đã đặt đặt tên cho thằng Út rồi á mày bây giờ đặt tên lại là Nguyễn Hoàng Linh đồ mẹ nó chừng hứng nữa à cái đó chết thằng đó chết giờ hai vợ chồng nó hồi sáng giờ tên đâu đây mà đúng rồi tao nghe tao hỏi mày cho rõ ràng rồi anh em mình qua mà nhận con luôn mày nói tin mỹ ngày nay nói là nấm tây là xác nhận ADN là nó giống đúng rồi vậy. Nhiều khi nhân lúc đó là nó đang ngủ với tên nhưng mà nấm tiền giấy đầu nó dính cái ADN vô đúng rồi có không mày nhớ cái đợt làm video mà tặng đồng hồ nắm tay không? Này giờ mà tay ướt này đúng không? Tay ướt đụng vô cái nó chỉ tốt nó kêu này. Suy nghĩ gì vậy? Cái to. Nói không là sự thật anh ơi. Không đơn giá suy nghĩ với mày nói vậy gì? Nhưng tao nghĩ không có chuyện đó đâu. Quẩn rồi. Đâu. Nó đang nhớ lại, nó đang nhớ lại. Cái sao vậy? Ôm leo. Lên. Chưa không quay. Có. Thầu giấy, bây giờ anh em mình trong team anh em mình phải cỡ mở nhau mới gỡ này. Khi nào không đi? Khi nào không đi? Trong con xe không đi? Trong con xe không đi? Ê, nói anh bậy nha. Ê, hay là ngu mớ chạy lên. Bây giờ là mấy con trong con xe rồi mấy tao xe quá không biết cái gì ông bay tao nhớ thôi chị bay con Khanh ở dưới Quy Nhơn ông tên ở trên này nhớ không không tao nhớ là mấy bữa mình hay quay nhà tên mình nhậu á quá mày im mẹ đâu đâu quá có nhưng mà bị tao thấy tao nhớ trong cái bữa xe thật lắm không bây giờ tao nói thiệt mày nè con Khanh á nó kêu là giờ nó đặt tên là Nguyễn Hoàng Linh trong khi thằng tên họ Võ thiệt mà con tao mẹ rồi cho trong hai mày lẽ con tao giờ nó có lỗi nói diện với tòa án lương tâm á mẹ tụi bay nói không à tụi bay nghĩ là tao thấy tụi bay nói không à tụi bay nói gì chắc tao đeo tin bây giờ vợ chồng lại cãi lộn sáng giờ mà tin gì ủa mày tin đâu tao nói bây giờ chỉ có một cách tao hiến dẫn thẳng mày nói không à mày nói không à mày ông tái có chắc có đó tụi bay giờ đủ mày dịp mẹ làm đừng làm để ngờ đây dính sâu quá thôi giờ gái anh em thảo thiệt nhận nếu mày mạnh dạn ơi tao dẫn mày qua bánh nhận luôn quẹ tao coi dữ đi chỉ cần con Khanh mà nó đâu tới Nguyễn Hoàng Linh mà chịu gì thì giờ tao nhận con luôn chứ sao rõ ràng nhớ đâu không nhớ giờ sao đúng không coi như là còn tên sao khó xử với con tên nữa chứ khó xử gì thì con ta tao nhận cái tiền khó xử với con tên nhưng mà sao tấu qua mày tặng con gà bây giờ đỡ mày sao đúng con ông mua con cho anh trên đường á đúng rồi ờ hay là qua que tự nhiên cầm ghe lên cho lâu cái tự nhiên đem lên cho nó vậy đi còn ông ăn chơi nó bình thường đem lên ghe tham cái điện cái điên sao vậy tao ông phan ông chiến 229 ngày phải đem lên mấy đúng rồi chứ gái mà nó ai tin ai tin mày tụi mày cứ nói trong say đụng với tao đây là nãy giờ đeo đeo thầu dưa giác bây giờ que nhận con luôn thôi đi nhưng mà que mày cứ bình tĩnh đâu nếu như Mận Khanh nó kêu là đấu thành Nguyễn Hoàng Linh là mà vô mà nhận luôn ông tìm đâm chết sao bây giờ nhận luôn á chứ mày sao cái chuyện như nhận luôn mẹ mày cứ nỉ giải thôi tao hai tụi bay dẫn đi lâu không à giải thôi bây giờ là hỏi làm sao là nó đặt tên Nguyễn Hoàng Linh nè được không chỉ hỏi vậy thôi tao Nguyễn Hoàng Linh á à không nó đặt tên Nguyễn Hoàng Linh mẹ mày chuyện vô lý vậy mày đâu quá tiêm đi một khùng không à em đâu quá có tao đi hiến que đơ ra coi tới câu chuyện nó làm sao không ngờ sự thật nào chết rồi có má vợ chồng tên giờ lục đục bến rồi chứ cái thằng nhỏ đó để đặt tên đầu mày dạ, bây giờ đâu giấy cơ sinh tên uống yếu lọ ngủ trước rồi lẽ giờ đâu giấy cơ sinh này hiến bắt buộc đậu chứ quá tụi bay im mẹ đeo đeo quá thôi giờ nát bên chút nát quá xong lẽ đồ quá thiệt đó mày bữa đó đụng có tao đi toilet mà tao nhớ tao có mở ra không không nhớ có cái gì rồi bây giờ đặt tên Nguyễn Hoàng Linh luôn mà sao đặt tên là bắt gái ta sao nó đặt là Nguyễn Văn Hiến Nguyễn Thành Trung Nguyễn Văn Thần mà đặt Nguyễn Hoàng Linh trong khi tên nó đâu ưa bác gái đúng rồi
con tao kìa. Rõ ràng chứ, cái tình máu mủ nó mới đẹp nghĩa Hoàng Linh là nó muốn công khai là thằng gái là cha luôn. Ê, hồi xưa ông mẹ nó cũng khủng đi. Mấy lúc đó gì cái rạch tình chúng chúng trẻ mày. Gọi nói này. Cái thời sinh viên anh cứ nhận công khai lần nào chưa? Ừ. Hả? Có gặp anh nghĩ thời sinh viên đó gặp gặp trước ông tên nhá. Có trọng nguyên. Mà đến tin đâu, cậu xóa đi vô mình cùng đi điên không? Thôi cứ đỡ con gái đó bình tâm đi. Bình tâm đi rồi, bình tĩnh rồi đi qua. Bỏ qua rồi, mày cho ra rồi. Đặt cái đèn lên cho sáng anh. Yeah. Quê chào sáng giờ tính đi chợ ghế nè, chào chút rồi đi gì à. Quê thêm mấy đứa nhỏ. Chứ mới là anh Hồng nói chuyện chút mình. Thôi vợ chồng nói chuyện nghe em gì à? Ngồi đi chơi với mới đâu. Thì vợ chồng nói chuyện công việc vợ chồng với em gì à chứ. Ngồi đi chơi chứ, ngồi chơi lát xuống gà. Chuột gà đâu mà gạo ngon dữ trời. Dạ, fan gì đâu mà gạo gà. Thì anh không hết luôn. Em có miếng. Sao chuyện gì? Dạ thôi chút mà nói có biết cậu bè nói mà con mà chi. Nào. Nói gì đâu. Ý nó là nãy giờ sáng giờ là buổi giờ cô kêu coi thằng số học á, xong là kêu là tên thằng bắp mình là tên của nó là không đúng, là mình phải đổi tên cho nó. Ý anh sao? Cái gì? Đổi tên chàng bắp. Tại bị khùng hay sao đổi tên vậy ạ? Nói gì khùng không phải, em coi là nhiều khi là cái tên đó là nó vọng như cái vòng mình của nó là không đúng, mình phải đổi tên cho nó đúng chứ. Là tại tháng mà đổi tên nó thì khùng khùng. Ủa cho nhiều người đổi tên bình thường anh. Nhiều người đổi tên ấm sẩm rồi đâu. Ủa chứ tự nhiên em nói gì tào lao cái chuyện tên anh bù đầu dắt áp rồi anh xuyên ở đặt cái tên đó là tự nhiên đi đổi tên. Nhưng mà nó không đúng là nó sẽ không có. Nhưng mà nó có vợ chồng mình đổi tên khác là vợ chồng mình lên luôn á. Ừ. Mà lên chứ giờ chưa lên hả? Chưa. Vậy chưa lên. Nhiều khi anh đổi tên cho nó sao anh biệt thự luôn á. Đúng không? Không, có nó tên nào đổi tên đó chứ. Không phải. Mày mấy cái thằng số hẹp có đúng lắm nha, giống như nghệ sĩ Việt mình á. Cái đó người ta có viết sách luôn mà. Những cái gì mà người ta có học chứng minh được viết sách là kiểu như mình phải tin. Nghệ sĩ Việt mình toàn đối nghệ danh hả chị, đối tên hết. Bây giờ anh cứ đổi tên đó là tào lao nó bạn bè. Không, ví dụ như mình bận đổi tên đó là bận Minh Khang, nhưng mà mình đổi một cái tên giống như mình lấy nghệ danh cho nó ơi. Ừ. Thì mình bận đổi tên kia nhưng mình lấy nghệ danh. Nó sầm sàm, nó còn nó sầm gì ấy. Tôi nói cái chuyện gì là ấy đừng nói về chuyện tào lao đó. Chưa. Ông bè xưa nói là tự nhiên cũng nít noi. Cái tôi đây tôi nhưng anh đặt cái tên, phải không? Thấy nó không? Cũng không, bây giờ chưa đổi, từ đổi. Từ là chừng nào không có đâu. Thôi mình đổi, tào. Mình đổi thành tên cúng cơm á, ở nhà cũng được. À thì mình đặt tên ở nhà cũng được. Đổi tên bắp đó, được rồi. Không, đổi tên khác. Chứ tên ở nhà thì đổi mấy năm rồi đúng không? Ông cán rồi chị, ông cán rồi. Ông cán tay rồi. Vậy là lẽ em mơ thấy đúng rồi ạ. Vậy nhưng mà có nghĩa là can cái tai lại nó không vô được. Anh mà tâm linh là đúng rồi, tâm linh là phải tin. Không, bây giờ không ấy, mình có đổi tên. Tại ví dụ mình không kêu đó là bắt nữa, mình kêu tên khác. Cái tên mà em hỏi người ta nói đúng á. Anh tin không? Đã nói á, là bây giờ anh mà đổi đó, tên đó cho nó là ông biệt thự phía sau của Hương Định luôn á. Biệt thự mười mấy tỷ luôn á. Anh tin. Để biệt thự đó cho nó. Anh đâu có tin đâu mà. Thì mình cứ để cái tên. Cái tên ở nhà mà mới gì đâu. Ví dụ như được thì mình lo luôn. Còn không thì thôi. Đâu có sao đâu. Còn cái tên khai sinh là em vẫn để im. Nói gì mà cứ như rap nói thiệt á. Không, ý nói là tên khai sinh mình vẫn để im. Nhưng mà cái kia là mình đổi tên cũng còn ở nhà ông, thôi. Ông chịu đâu. Vậy là cái số. Cái số nó vậy không? Nguyễn Hồng Linh. Nguyễn Hồng Linh. Vậy Nguyễn Hồng Linh. Không, đã nói là cái tên đó là mới mua nhà biệt thự được. Mẹ bị khùng hay sao? Tôi tên tôi hỏi gió chuyện đặt Nguyễn Hồng Linh, mẹ bị mát hay sao vậy? Em Hạ Nguyễn. Tên ở nhà. Chứ tên kia là bả chứ. Tên đi học là bả Minh Khang. Cái tên người quen của ta. Em cũng thấy nó quen quen á. Sáng chị mới hỏi em. Thì không phải. Tại vì em mơ nên em thấy quen là đúng rồi. Không. Đúng không? Ý nói là tên đi học vẫn là tên Võ Minh Khang. Còn tên ở nhà, ví dụ như hợp lý luôn anh. Đi học lấy tên cha, ở nhà lấy tên mẹ. Ồ đúng rồi. Y xì luôn em Hồng Nguyễn. Đúng y xì luôn. Hợp lý á.
Một tên đúng tên là... Linh là Lân. Bởi vì không có tiện nói con trai đặt tên Linh bà. Ủa thiếu chè gì? Quang Linh, ca sĩ Quang Linh rồi đó. Thiếu chè gì tên Linh? Vũ Linh rồi đó. Nhưng mà tôi không thích tên Linh, tên Linh gì yêu luôn á, không thích. Ê, nó tên ở nhà Hoàng Linh chứ đâu phải là đại à. Hoàng Linh có chữ Hoàng phía trước mà. Tôi làm hai chị em Hoàng chơi. Cũng nóng cùng quá. Thấy chưa, ổng không chịu đâu phải một mình chị quyết là được đâu. Không có tin mấy cái chuyện đó. Nhưng mà thông từ từ chị nói là sẽ được à. Không, bây giờ ổng không chịu đâu, chuyện có đấu được không, đâu. Nhưng mà từ từ nói là được à. Ở nhà chị quyết, em yên tâm. Ở nhưng bọn mình cũng mất. Ý là ở nhà chị quyết ấy. Ừ. Em thấy ổng quyết mà. Ổng nói vậy, chắc sau đó em về là nó khác. Cái em ổng là màu quá. Vậy là chị quyết định được đúng không? Đó đó chị. Không, nhiều khi em mơ thấy là như thiệt. Không, chị tin đó. Nhiều khi chị tin nhô hồ được có màu mất. Đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà đừng có nói em mơ nha, ông cho em chết á. Chị nói là chị coi. Các chị... em cũng vậy á. Đây. Thôi dạy. Mày cứ nghe tao đi thì que đó thứ. Chắc gì có phải đâu mày sợ. Đúng không? Mày chỉ que mỏi thôi là sao em đặt tên nó là Nguyễn Hoàng Linh. Đúng rồi, que nhận con. Ê, đây không phải. Mày chưa nhận con là râu á. Mày sao cứ thứ ấy, mật quá. Đặt tên tài cho mày mới. Thằng kia họ bỏ, đặt con họ nghiêm mày. Đúng rồi, mày lại còn Nguyễn Hoàng Linh nữa chứ. Mấy con tao thiệt. Mày quen mà chỉ cần mày thấy cái hơi ấm tình thương là nó đúng. Cái mày giống anh như chàng luôn nè. Nó có hai mét ơi xịn quá. Đúng. Cái mày với cái mắt đen. Nó có hai con mắt, nó có hai lỗ tai ơi xịn quá. Bây giờ là một kem đem luôn. Nãy tao hầu qua kia là tao ngửi cái kem. Chính miệng ba trang này, hàm răng như trang. Kem mình đem luôn mày. Giờ kem đem mẹ, Nguyễn mới nói kem đem mẹ. Cái mâu dính y chang luôn. Vậy luôn em. Ờ. Hàm răng như trang luôn. Tiếp răng cho mà đụng mày, mày nói như đúng. Đang đập đá cái đầu tiên là đã giống rậu. Đúng rồi. Mày giống mày hả? Tuy chà. Đây, cậu mấy chân mày lớn không? Đậu gì, cậu cũng mình nhận luôn. Đi. Mày không có nhận, bây giờ mày cứ đợi. Nói này, ăn ấp bắt nó đổ gió nữa chứ. Không có đâu, không có đâu. Mày xe quá sao biết, nhưng mà tao nghĩ. Anh, nó nên bàn lại chứ gì đâu, ẩm mắt đi đâu vậy? Chùi. Thôi em gì hả cha? Chịu tao ở nhà mà, không kêu tên Bắc thì kêu tên Hồng Linh. Tôi nói là Trúc nữa, đỡ con bé nó trao rồi Trúc nó gì rồi, rồi mình vợ chồng mình bàn. Cái chuyện là chuyện gì riêng mà tự nhiên bàn con bé nó nghe cười. Ở nhà thôi mà, nó có ở đâu cười. Thôi đợi em gì hả, mấy anh chị nói chuyện chứ có ở đâu, em thấy có ở đâu. Em tính nó đủ nọ là em vợ không thối, vợ chồng mình đang không thối. Tự nhiên có ở đâu cười, đủ nói với lũ quay. Tôi nói bà này, cái tên cũng cơm á, bà muốn đổ sao cũng được. Nhưng bà tôi nói bà nghe bà gửi sao, thuyết che gì thì tên đặt. Mày bị ngáo, mày biết cái tên Hoàng Linh tên của ai không? Đúng họ, đúng chữ lót, đúng tên luôn. Mày muốn thì con mày đúng nói sao vậy? Cái thằng bắt giấy, thằng cũng ngu, thằng đầu heo đó chứ nào. Thằng bắt giấy, thằng cũng ngu, thằng đầu heo đó chứ nào. Thằng ngửi sao vậy? Thì nhìn sáng vậy, nhưng sao không biết? Tôi bữa nó nói cái mặt này, chúng đúng nói là tôi đã gai, bực mình trong mình rồi. Bị điên em mới giống con giấy. Rồi bé quen, chở đi, chở đồ, giờ đặt bà cái gì vậy? Nó chỉ là một cái tên thôi mà anh. Cái tên thôi mà anh là bị căng thẳng nhưng mà chở gì? Bè chờ nó chở bè đi mua trái cây. Rồi vô thấu bụi nặng mụn đồ. Hầu giờ bè làm chuyện đó tôi không? Anh bị điên, em đang ngủ chỗ hồi nào. Không biết thằng gì anh có nặng đâu. Biết nào nặng. Không, có em đây mà vậy. Tụi em đang giờ em không nói đâu. Ý là cái... Nhắc cái bạn mặt mặt ho nó que. Ý là... Đi đâu nữa hả? Ủa chứ hả? Quá? Ủa trên nhà cửa tôi mà sao tự nhiên cứ vô như vậy? Quả chứ mấy anh que đây chứ vậy? Đi đâu trong đen vậy? Đó thì thấy bản mặt đó, mà dồn thẳng bản mặt đó. Không, em con que đây anh, em cái... Chấm. Ủa là sao? Ừ. Vừa vô duyên. Nói thiệt là không có duyên nào mà chịu đâu hết á. Cái mặt thì thường lừ. Tạo nghiệp. Tạo nghiệp miếng này. Mắt nó mới giống bà nào tự nhiên vậy? Ai vô? Trên đầu, trên mắt. Đây nè. Chân mày xuất vượt rồi nè. Chân mày giống bà đó, trời ơi, khọt. Cái mấy ông này tập ai nhỏ luôn, tôi có cái hình nhỏ thì ơi ra ngoài mày. Mày muốn con tao ơi ra ngoài. Quả chứ anh giấy anh cuốn hay sao vậy? Nè, hai người tay nó y chang một cái, hai đôi tay luôn. Có ai có hai đôi tay nào? Ông đây nữa, hay đất của anh có hai đôi tay. Đúng y chang không? Nè, hai con người đỡ nha. Phần xuất y chang. Phần khen. Rồng tắt bằng khen đi luôn. Ủa vậy hả, nhỏ anh cũng bị bằng khen nghe. Rồng tắt bằng khen áo bị. Tự nhiên đứa nhỏ này không bị trời. Thôi thôi thôi. Rồi đây, em thử miếng này, em còn miếng này. Thôi thôi, lay hả mày ơi.
mày lại gì mày lại gì mày đúng rồi mày kêu không ủa chứ mấy con tao mắc mới gì vậy mày thôi mày đi gì vậy mày bị đi sao con tao mày ám vậy dòng nào giống đó chứ gì chui hết mà giờ đi nhìn kìa nó nhìn kìa biết kìa cái độc quỷ quá nó nhìn kìa ẵm mày con ẵm vậy tôi cái thằng ấy sao thì mày anh em ẵm miếng hả anh nói gì cùng gì mày thôi nha để tôi nhịn thôi lâu rồi nha ơi nó anh em cho ẵm miếng hả coi coi lấy gì lấy hào thầu cho cho mở ăn gì không cho sợ vậy vậy là sao mày cũng nhạy cảm á nhạy cảm nhạy cảm như này mà còn nhạy cảm vậy mà làm cái gì? Rồi đây, quả chẳng con biết không? Đã lấy cái chuyện của tôi mày nó tư kìa. Mày nói thằng nào nhớ rồi. Thôi em thâu giờ này, giấu giếm gì nữa em lập bài ngứa cho nó. Rồi giấu tụi gì vậy? Giấu gì anh cái gì giấu mày đi. Dương hóa đưa con anh này. Rồi tôi biết rồi mày né ra đây. Không lấy cái bé đi xuống. Chị nói sao là vậy? Chị riêng mà đó chị riêng mà tự nhiên vậy. Sao sáng nay nhà chị em mò đúng luôn mà bé. Em luôn hôm qua em mơ ngửa hôm lên là ngửa lên vừa tới nhà luôn đó. Cái đêm đó luôn á. Cái đêm. Có nghĩa là giấc mơ của em nó sanh hình ra khó chị. Nhưng mà sao chị chưa nói sao mấy ông này biết hay vậy ta. Không phải cái đêm là tội nhiên nó báo những người khác cũng tối luôn. Tên nghĩa là bây giờ chị phải đậu đi. Để ông bè đã mắc tới đó rồi mà giờ mình làm nữa là mình phụ lòng á. Trời ơi bây giờ xin nghĩ sao mà xin ảnh cái của tao mà. Không nhưng mà ý nói ra đây là chuyện riêng mà. Mà sao vậy? Mà sao mấy ông bên đây công viên vậy? Em sẽ biết gọi là sao vậy? Anh... Đó! Chùa nổ mình gái kìa. Nói chung là anh nói thẳng này là em tính đặt tên cho thằng Bắp là Nguyễn Hoàng Linh đúng không? Em còn gì cãi nữa không? Chùa là giống như hai giọt nước luôn. Trời ơi! Nó vui kìa, hai cái chân nó dậy vậy vậy à. Không nhưng mà em nói là sao mấy anh biết em chưa nói nha hết mà. Dạ, giống không? Trời, răng. Chị đặt tên nó giúp y tên Nguyễn Hoàng Linh anh luôn. Lên, đây. Lên. Mình nói nghe nè. Giỡn. Thì em đặt tên nó vui. Giỡn nó vui. Nó không vui bạn. Tên giỡn mày. Tên ở nhà. Nghe gì thôi được đâu. Chú, em đặt chảy luôn. Anh không ngờ luôn á. Là gà, sao? Gà muối. Dạ. Con gà uống muối. Chú, cái tay vậy cái chân nó quá y chang luôn. Tôi nhớ đâu. Hồi xưa á, bà nói tôi là bà không bao giờ ăn gà uống muối. Bà nay là 1-2 á, kêu á là trưa nay á, là ăn gà uống muối. Chú nó giống y xì. Mẹ là mua tay cây. Biết rồi mẹ coi. Tôi là mẹ biết cái mặt trong nhà tôi là cái gì. Nhà của tôi á. Ai nói đâu. Mẹ mà lần này tôi nhớ nhịn là vì tôi thương con thương cái đâu. Chết rồi tên biết luôn mẹ. Tên biết luôn rồi. Nhưng mà chuyện em chưa nói nhau hết mẹ. Cái gì là sao? Cái gì đâu sao? Cái tên thôi mẹ. Cái gì nhớ. Đi mua tay cây được chứ. Trời. Mẹ là gì à? Gọi mẹ chơi đi. Dạ con, dạ nha. Tên tôi gọi. Không. Cái tên thôi mẹ. Mà có gì đâu ấy nó mà má biết thì má là cũng bình thường mà ủng hộ chị mấy à. Tao kêu mà... rồi. Bạn nhà mày ủng hộ luôn rồi không? Ủng hộ con mình chứ. Mình sắp giàu rồi anh. Thấy chưa? Trời ơi, sắp giàu. Thiệt. Rồi. Tụi mình lo luôn á. Tụi mình nói cho má bà biết. Chết rồi. Má biết chuyện gì chưa má? Bị mướn rồi. Là sao? Con Khanh bao nhiêu lâu nay là nó lừa dối con. Thì nghe để lát con kể má nghe. Mày khùng mẹ không có gì hết á. Trời. Mọt ghê. Là sao? Trời ơi. Nhúng này, nhúng này, nhúng này. Mạnh không? Mạnh. Trời nhỏ nó vui nè, thấy anh gái vui. Đây là tình mà mình chân đây là chân này em á. Đúng, đẹp anh nè. Không có đứa nhỏ nào mà 8 tháng mà vừa lẹ mà được ảnh đó. Tôi nói là cái nào. Tôi cuốn luôn. Quen vậy, bà coi nó vui kìa. Giống y chang luôn ha. Giống. Giống đâu mà giống. Không ai mà. Không ai mà mẹ bỏ con ở nhà xong rồi đi mua trái cây rồi. Mục đích gì? Này nè, chán nó chật con nè, chán nó chật này. Trời, chán chật, y luôn. Không giống. Màu đen cái chán nó giống em. Giống y chang. Mẹ nó vui cơ, tàng bếp nó vui cơ. Không tên thiếng ảnh nó thử đi. Ai ảnh nó không được, không tự gì vậy. Tôi thiệt nghe cái chuyện này nó. Được, bác không có lỗ tai phật. Y chang luôn giờ. Thâu giờ chị mấy chị mấy. Tao là gì? Gì vậy em? Tại vì là. Thâu gì? Thâu gì? Nó đưa vào. Đâu có tai phật đâu, đâu có tai phật là không linh có tai phật này. Liên quan gì mà tai phật vậy? Y chang luôn. Thôi đi về kìa. Nói đôi lời rồi giờ. Hai thằng chào bớt dán thằng được. Bé thì mới chào có liền mà chào. Bé mình tận tình mà không em diễu nữa. Anh tin anh tôi kén á. Anh tin cứ kén chị qua. Ông kén điệu là nó không được luôn á. Mà sao tự nhiên con tao đi cho nó con là sao mà điên hay sao? Tự nhiên con em mà con anh đâu? Mày con á, nó kêu giống y chang anh đây mà. Cái gì là cứ ai con ai giống là con anh thì tao la ông đấy khùng khùng điên điên mà tự nhiên cái gì mà con chơi vàng như vậy? Là sao? Tự nhiên con người ta mà anh em chơi vậy? Con gì Khanh mà? Kêu giống y chang anh mà con Khanh nào bữa anh xe lỡ mà. Con Khanh nào bữa anh xe lỡ mà. Đúng rồi, đó là bậy nha. Nó tào lao nha.
nha. Để em bật mí em nói nè, anh Máu nói gì vậy? Là sao? Tự nhiên nó tụi mày mẹ vậy? Ông kia lên đây coi. Anh cuốn quét cuốn rồi nha. Tự nhiên sao? Cái con anh Tiên, ông lên đây coi. Mẹ Hiếp. Ý là bà, chị Khanh bà đặt rằng bếp nó tên là Nguyễn Hoàng Linh là Dũng Anh. Đúng nào tên anh? Cái tên Dũng Anh cho cái mặt cả Dũng Anh đâu. Đi quay gì tôi anh? Tự nhiên con anh. Mày có buồn luôn rồi nè. Ủa chứ con anh này không phải con anh không biết luôn nè anh giái. Tự nhiên con em mà liên quan gì? Không, cái ấy đó em lấy cái tên. Em lấy cái tên giống anh thôi. Ông nói gì vậy anh? Tự nhiên Dũng Y Chang là con anh nè, anh cuốn dữ vậy. Anh phải biết cho tự nhiên vậy. Ấy thôi em lấy cái tên. Tự nhiên bữa say gì nữa đi quay. Đó, cái đó tào lao nha. Vô nhà người ta kêu bữa say. Nó nghe nó quýt đầu chùm lá nó xa xua nha. Giống tròn, anh em tròn. Tròn gì nữa rồi đi đâu, hôm nay đi đâu vậy? Hiểu lầm mẹ ơi. Hiểu lầm, đi đâu? Đi đi anh đi non. Trời ơi, cái quân què dĩ dây. Bà, thôi xuống đây bà, phiêu chiêu rồi. Nó đâu, từ từ. Trùng tre. Mày thấy gì vậy? Chú trùng, giờ sao? Giờ không vô đây. Mày làm gì vậy? Không đi vô đây. Đúng rồi. Nó là mơ thấy là tôi trúng số, tôi phải đổi cho là Nguyễn Hồng Linh, không hiểu chưa? Liên quan gì mà tự nhiên ông sư ai? Tiếng trúng nam kìa, trúng nam kìa. Nên tôi mới nói là đổi tới thì bắt được Nguyễn Hồng Linh, ông hiểu không? Ông nghĩ cái dòng nào vậy tử? Ủa, giờ ông sắp bao nhiêu năm nay ông không biết làm sao mà ông nghĩ cái bậy bạ vậy? Nè, một thằng đàn ông nói bà nghe nè, từ rầy chứ sao á? Là nó chết tôi đi đâu? Tự nhiên, ra ông, ra đây. Để rồi. Đúng rồi đây. Ủa, bây giờ tôi không có chuyện nữa đâu. Ông dọn đi đi, dọn dọn đi. Tôi nói con bé về nhà tôi về ổ máu luôn, nói rồi biết lướt vậy đó. Thôi. Thôi em về nha chị Khanh, em về nha. Chết rồi, mình sợ đồ méo quá, lỡ có chuyện gì chết luôn hả? Sao không? Con biết nó nói là nó nằm mơ. Nó thấy là mình sợ vô mình can không? Em bảo quên cái túi quả cho. Chưa gì vậy? Đồ méo quá anh Tiền. Ổng mà đổ máu cái gì? Nói chứ mày. Em quên túi rồi, em về nha. Rồi, em về nha anh Tiền. Yeah. Hát đi. Đâu rồi anh em? Thấy anh không? Thấy cái gì? Trời ngu. Tại sao? Ông nói với tôi là que nói là giấc mơ rồi. Ông nói với tôi là thao túng chị Khanh xong rồi ông đem cái giấy khai sinh qua rồi trôn anh tin. Mà tại sao có ông giấy xuất hiện nhận con ở đó? Tuần đó lấy bà giúp tôi. Trôn ngu, trôn vậy lỡ như gia đình người ta tan nát làm sao? Rồi mà mốt ra mình cũng tan nát hết. Rồi mà mốt ra người ta trôn mình đặng rồi đừng có nói sao nha. Đừng có nói sao là anh em ác. Mình đã kéo sợ nào hết à, nhưng mà tôi sợ. Tôi thấy anh em trôn, tôi thấy anh em đụng. Nói một đường là một nẻo. Tôi mà biết như vậy tôi không bao giờ giúp ông đâu. Ông bữa giờ ông trôn ngu người ta cho ông hồi bị nhiều ạ. Từ đây về sau đừng bao giờ nói tôi giúp nữa nha. Má ông có trả thù hay có muốn làm gì cũng làm, đừng kéo tôi vô. Tôi nuốt nhìn nữa. Bước ra đây. Nhìn cái mặt không có một sự sợ hãi gì mà. Nó làm sợ. Cái mặt lì đi ra đây. Đi ra. Đây. Bây giờ ông gọi điện, ông xin lỗi anh tên chị Khanh nhanh lên. Chứ tôi là tôi không có mạch đó, tôi mạch mũi là tôi gặp chị Khanh luôn ạ. Giờ tôi giúp ông ạ. Ngay từ đầu nói sao giờ làm vậy? Tôi chạy rồi. Thôi. Đừng đợi tôi đặt cái máy xuống nha. Rồi. Nhìn như vậy gọi nhanh lên. Nè. Tao xin lỗi.
Ngồi lại không? Nói chuyện đàng hoàng không? Ông nói gì nè quẹ tôi à? Chị ơi, hồi nãy tôi cho luôn, xin lỗi ông sợ vợ. Xin lỗi đàng hoàng không? Xin lỗi đàng hoàng không? Chứ sao để chào tụi nó xin lỗi? Nhưng mà cái này ông cho là cho ngu. Người ta cho nhưng mà ngu, nhưng mà không bằng ngu bằng ông. Thằng sợ vợ. Thằng sợ vợ. Bỏ cái này ra. Ông có sợ vợ không? Ông có sợ vợ không? Ông có sợ vợ không? Có, bình thường. Thẻ cái này ra. Đợi im đó, tôi về nhà lấy ra có chuyện tôi hả? Ông vô ông lấy ra, ông ngồi gì đó tôi vậy? Cho mà cho ngu. Cho vừa phải đâu. Anh muốn con cái người ta lỡ như vậy, ông tin, ông tin thiệt vậy sao? Sao giải thích được? Ngay từ đầu mà tôi biết ông quen nó, dụ con gái biết con gái đã bị cuốn ngu rồi mà còn nói ông quen nhận con nữa. Tôi quen tôi nấu cơm, ông ở bên em tháo ra. Tôi mà tháo ông tháo ra có chuyện của tôi vậy? Má làm gì vậy? Má chữ gì vậy? Ông ngồi im đó nha. Kinh chán hả? Kinh chán này hả? Kinh chán hả? Kinh chán hả? Kinh chán hả?